Bao lâu rồi các mâm chưa đi tên trang nhan sắc nè? Tính từ lúc mà Hoa có bầu Emia tới giờ là cũng gần 2 năm rồi, Hoa chưa có đụng đến chân mày với môi gì hết luôn á. Nghe mọi người nói phụ nữ là phong thủy của gia đình nên là Hoa cũng muốn đi làm chân mày với môi để cho thần thái sáng sủa hơn và sẵn tiện đi làm đẹp để đón lễ 2 tháng 9 luôn nè. Địa điểm ngày hôm nay Hoa chọn chính là chân mày phong thủy của cô Thiên Kim. Xem ở trên TikTok thì Hoa thấy là chị Đinh Ngọc Diệp với một số nghệ sĩ khác cũng đã từng làm chân mày ở bên đây. Hoa thấy cũng rất là đẹp và phong thủy nên là Hoa quyết định chọn mặt gửi vàng. Tới đây thì Hoa được gặp trực tiếp cô Thiên Kim để được tư vấn luôn. Xem ra thì mới biết là chân mày cũ của Hoa nó bị chỗ đó và phạm khá là nhiều vị trí xấu trong phong thủy. Khi mà nghe cô tư Tư vấn thì hoa mới biết là một cặp chân mày chuẩn nhân tướng học sẽ giúp gia tăng tài lộc gia đình êm ấm vượng khí cũng được gia tăng á mọi người tư vấn xong cho hoa rồi thì cuối cùng cô thiên kim sẽ dựa vào tỷ lệ vàng trên ngũ quan của hoa để đo và vẽ khung chân mày cũng như là môi cho hoa luôn khi mà bắt đầu làm thì hoa sẽ được ủ tê và các bạn chuyên viên sẽ làm dựa theo cái cung chân mày và môi mà cô thiên kim đã đo cho hoa trước đó lông mày của hoa thì cũng khá là rậm nên là hoa được tư vấn phun ở phần đuôi và còn phần đầu thì gãy sợi dành cho bạn nào chưa biết cái cảm giác đi làm chân mày là như thế nào thì đó là cái cảm giác đau nhẹ nhẹ giống như là kín cắn đó mọi người có thuốc tê rồi nên là nó cũng không có đau lắm đâu nè mọi người cứ nhắm mắt ngủ một giấc dậy là người ta sẽ làm xong cho mình à làm xong xuôi cái cặp chân mày rồi sau đó người ta sẽ tiến hành làm môi cho hoa môi của hoa thì không có bị thâm nhưng mà cái viền môi nó hơi nhợt nhạt nhìn kiểu thiếu sức sống á mọi người nên là hoa quyết định phun môi cho cái màu nó tự nhiên hơn để những lúc mà mình quay mấy cái video skin care nhìn cho nó tươi tắn phun môi thì người ta cũng sẽ ủ tê cho mình nhưng mà phun môi thì nó sẽ đau hơn là phun chân mày nha nhưng mà đau ở cái mức độ mà mình có thể chịu đựng được chứ không phải là quá đau đâu mọi người mà phải công nhận nha hoa làm xong cái cặp chân mày với môi nhìn cái gương mặt nó sáng sủa nhìn tự tin hơn hẳn luôn á tổng cái thời gian mà hoa làm chân mày với môi là khoảng hai tiếng thôi nên là hôm nào mà mọi người rảnh thì cũng tranh thủ đi làm để đón lễ nha nếu mà mọi người còn đang lan tăn chưa biết làm ở đâu thì cứ đến trên mày phong thủy thiên kim để được cô thiên kim tư vấn nha